Phương án đi cô thứ hai có đen ở hình cờ này là sĩ 6 tiến 5. Đen lên sĩ nhằm củng cố phòng thủ. Đen tiến tốt đầu, nước cờ chính xác. Đổi lại, như đang đi mã 6 tiến 5. Cánh trái của đen bị trói, cờ đỏ ưu thế. Như đen tốt 5 tiến 1. Đen khí tốt là nhằm suy giảm thế công của đỏ. Đỏ ăn mã. Đổi lại, như đỏ đi xe 8 tiến 1 ăn pháo. Cờ đỏ tiên thủ. Như đỏ xe 3 lùi 1. Đỏ tiến xếp hàng tốt, nước cờ tích cực. Đổi lại, như đỏ đi xe 3 bình 2 trói xe pháo. Cờ đỏ dễ đi. Như đỏ xe 8 tiến 6. Đen lùi pháo đuổi xe. Đổi lại, ra đi pháo 4 lùi 2. Cục thế được giản hóa. Như đen pháo 4 lùi 5.
đỏ bình xe mày đổi. Đổi lại như đỏ đi mà năm tiếng sáu. Cờ đỏ chờ xe ba tiến hai. Cờ đỏ ưu thế. Như đỏ xe sáu bình tám. Đen chạy xe. Đổi lại như là đi xe hai lùi một. Cờ đỏ ưu thế. Như đen xe 2 bình 1. Cờ đỏ ưu thế. Mời các bạn xem lại phương án đi con này.
Cờ đỏ ưu thế. Chúc các bạn những thành công vô cục. Trung pháo qua Hà Sa, đối bình phong mã, tả mã bản Hà.